Tây Ninh Du Ký. Một chương trình hoàn toàn mới, tìm hiểu về các điểm đến, văn hóa, lịch sử, vùng đất và con người Tây Ninh thông qua từng câu chuyện cụ thể được gửi đến quý vị. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 7 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh truyền hình TTV11, YouTube truyền hình Tây Ninh Giải trí, website tayninh.tv của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu hành trình Tây Ninh Du Ký, mời quý khán giả cùng tìm hiểu Tòa Thánh Tây Ninh, nơi mà người dân địa phương vẫn thường gọi với cái tên rất gần gũi, rất thân thuộc. Đó chính là Đền Thánh. Đây được xem là một trong những công trình kiến trúc tôn giáo vĩ đại nhất của đạo Cao Đài, với phần 1, Thiên Nhãn, biểu tượng thiêng liêng. Đón xem chương trình Tây Ninh Du Ký phát sóng lúc 7 giờ thứ Bảy ngày 6 tháng 1 năm 2024 trên kênh truyền hình TTV11, YouTube truyền hình Tây Ninh Giải trí, website tayninh.tv của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Kính mời quý khán giả cùng đón xem. Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, thông tin đa dạng, bạn của mọi nhà.